Chào mừng anh chị đã đến với kênh của siêu thị điện máy Ecomax. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng dòng sản phẩm máy giặt cửa đứng của Panasonic model FD95X1. Đây là bảng điều khiển của mã sản phẩm. Thiết kế mới thì sẽ là bảng điều khiển phía bên trên, tránh nước dây lên bảng điều khiển này. Thì đầu tiên về cách sử dụng thì anh chị ấn nút nguồn ở vị trí phía bên tay phải. Đó. Xong khi mà mở lên thì nó sẽ mặc định chương trình giặt thường cho anh chị luôn. Hoặc nếu mà anh chị có muốn lựa chọn các chương trình giặt thì anh chị có thể ấn vào tương ứng các nút ở vị trí như thế này. Ở phía bên tay phải đây nó sẽ là các chương trình giặt chuyên biệt cho những vết bẩn cứng đầu, gồm 3 chương trình, đó là mồ hôi, bùn đất, nước sốt. Ở 3 chương trình này thì thời gian giặt nó sẽ lâu hơn và sẽ đảm bảo cái hiệu quả giặt sạch hơn cho anh chị đối với những quần áo mà cực kỳ bẩn. Ở phía bên tay trái thì sẽ là những cái nút này. Ví dụ anh chị muốn giặt không này thì anh chị ấn vào đây. Xả không này hoặc là vắt không này. Tức là khi mà anh chị đã giặt quần áo ở ngoài rồi mà anh chị chỉ muốn vắt thôi thì anh chị có thể chọn vào đây. 1357 phút này. Đấy, điều chỉnh các mực nước mà anh chị phù hợp với đúng đồ mà anh chị mang đi giặt này. Phía dưới này sẽ là gỡ rối tự động này. Ở những cái dòng cửa trên khác ấy, thì quần áo nó hay bị xoắn rối. Thì đối với dòng này thì nó sẽ có thêm tính năng gỡ rối tự động. Nó sẽ giảm cái độ xoắn rối quần áo vào với nhau. Sấy gió này thì sẽ hỗ trợ anh chị rút ngắn cái thời gian phơi đồ. Nhưng nó chỉ hỗ trợ thôi chứ nó không thể là khô được anh chị nhé. Hẹn giờ, tức là hẹn giờ giặt này. Ngoài ra dòng này sẽ có thêm tính năng gọi là tự động vệ sinh lồng giặt. Nó sẽ giữ lại cái nước xả cuối cùng của chương trình giặt để nó vệ sinh sơ thành lồng giặt cho anh chị luôn. Thì lần sau anh chị giặt thì sẽ đảm bảo cái chương trình giặt sạch hơn ấy. Ở phía bên trong này đây là cái khu để bột giặt nước xả. Cái khay này thì sẽ thiết kế theo mẫu mới nên là sẽ có cái chế độ gọi là xử lý bột giặt và nước giặt cho anh chị để đem lại cái hiệu quả giặt sạch tốt hơn mà ít bị bám cặn của bột giặt lại. Bột giặt thì anh chị để vị trí này, nó sẽ đánh tan này. Nước giặt thì sẽ đánh bông lên này, nước xả vị trí này. Về chương trình chọn nhá, thì đầu tiên anh chị ấn nút nguồn này. Đó, anh chị chọn chương trình giặt này, xong điều chỉnh mực nước này, xong ấn khởi động là hoàn thành xong chu trình giặt. Đây, trên đây là cách hướng dẫn về dòng máy giặt FD95X1. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.